Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời hấp dẫn cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con ta còn biết bao nhiêu điều kỳ lạ, những câu chuyện kỳ bí chưa có lời giải đáp. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những câu chuyện kỳ lạ ấy thông qua chuyên mục Chuyện lạ có thật hôm nay. Chuyện thật như đùa, chàng trai đi nhầm ký túc xá, tỏ tình nhầm đối tượng, cùng họ lẫn tên với bạn gái. Được tỏ tình thích thật, nhưng còn được tỏ tình nhầm thì sao? Nói gì thì nói, con gái ai cũng mong được chàng trai mình để ý bộc lộ tình cảm trước đám đông. Đương nhiên không thể thiếu một chút nến và hoa, nhạc và những lời nói ngọt ngào. Như tất cả mọi sự lãng mạn ấy tiêu tan thành mây khói chỉ trong tích tắc khi bạn phát hiện ra sai đối tượng. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong ác mộng ấy vừa mới xảy ra tại Đại học Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Câu chuyện là có thanh niên nọ cất công mua hoa đẹp rồi chạy đến ký túc xá nữ. Chàng xếp nến hình trái tim, đợi đông người đến xem để tỏ tình với crush bấy lâu. Và rồi cô bạn xuất hiện. Cả hai trao nhau cái nhìn ngơ ngác. Đương nhiên là ngơ ngác vì đây đâu phải crush của chàng trai. Thì ra do lúc chuẩn bị tỏ tình, anh chàng có đi xin hỏi, xin số phòng ký túc xá của cô nàng, nhưng thông tin lại sai địa chỉ. Thay vì đến ký túc xá A, lại lót tót chạy sang ký túc xá B. Này thì trái tim ngọt ngào với chả lãng mạn đi tỏi hết. Xui càng thêm xui khi cả hai cô gái, đáng ra người được tỏ tình với người đã bị nhầm tỏ tình, có cùng họ và tên. Thôi thì chuyện đã lỡ, dân tình chỉ biết chúc chàng trai may mắn lần sau. Hiện tại câu chuyện đang hot hòn hòt trên khắp các trang mạng xã hội. Tôi thấy tương lai tôi đây rồi, đi học nhầm phòng miết. Đứa bạn học chung 3 năm cấp 3, lúc gặp lại quên tên. Đi nhà thằng A, tới nhầm nhà thằng B vì số nhà giống nhau. Thôi sau này MC không tỏ tình ai hết ạ. Vài tháng sau, có viết hai người này yêu nhau này, chứ tôi thấy đây là định mệnh rồi. Sao chưa nhận rõ ràng đã tỏ tình, quá lúng túng, quá hồi hộp, không có thời gian đi xác nhận ư, tội cho cô gái kia. Tôi từng tự hào một mình tôi, một tên trong trường, nhưng giờ cô bé khoa giới trùng tên, chẳng dám tự hào khoe khoang tên độc lạ nữa. Nắm bắt duyên số đi, tỏ tình Chris chắc gì thành công. Mặc váy cưới đến cầu hôn, cô gái bị cự tuyệt không thương tiếc, chồng cũ đến can thiệp mới biết danh tính của nam chính. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền một video cầu hôn khiến nhiều người đặc biệt quan tâm. Với bó hoa trên tay, cô gái mặc áo cưới quỳ gối cầu hôn bạn trai. Không ngờ người này đã thẳng thừng từ chối, còn phước cả bó hoa trước mặt tất cả mọi người. Ngay lập tức, một người đàn ông khác bỗng xuất hiện, ra tay đánh người bạn trai kia. Trước cảnh hỗn loạn giữa hai người đàn ông này, cô gái kia bỗng lên tiếng, chúng ta đã ly hôn rồi, liên quan gì đến anh nữa. Hóa ra đây là chồng cũ của cô gái, chứng kiến cảnh cô bị đối xử nhẫn tâm, anh chồng cũ đã không thể nhịn nổi mà ra tay đánh bạn trai hiện tại của vợ cũ. Ngược lại, cô gái mặc áo cưới càng ra ngăn chồng cũ tấn công bạn trai mới. Tuy nhiên, sau một hồi tranh cãi, người đàn ông được cho là chồng cũ đã lên tiếng. Tôi hỏi cô có biết ông ta là ai không? Ông ta là bố tôi, biết không? Người này liên tiếp quát, cô muốn tìm ai thì cứ tìm, nhưng không thể tìm bố tôi. Sau một lúc thấy người đàn ông mặc quần ngắn, mắng nhiếc cô gái mặc áo cưới, bạn trai của cô đã phản kháng lại đối phương. Cảnh tượng hỗn loạn khiến đông đảo người đi đường tò mò phải dừng lại theo dõi. Đoạn video xuất hiện trên mạng đã gây chú ý hơn. Nhiều người cho rằng đây là một cảnh trong một bộ phim truyền hình cổ huyết nào đó. Tuy nhiên không ít người cũng chỉ ra điểm bất hợp lý. Đó là nếu biết người đàn ông kia là bố mình thì anh chồng cũ làm sao cả gan mà xông đến hành hung như vậy. Thêm nữa không thể có chuyện con dâu đem lòng yêu thương đến nỗi cầu hôn mà không biết người trước mặt là bố chồng của mình. Chính vì vậy nên tính xác thực của câu chuyện bị nghi ngờ. Hai chú rể toát mồ hôi nhận nhầm vợ vì chị em sinh đôi dở trò trong lễ cưới. Đám cưới là dịp trọng đại của đời người, bởi vậy ai cũng muốn tổ chức đám cưới của mình thật đặc biệt để trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên. Mới đây, câu chuyện đám cưới có 102 của một cặp chị em sinh đôi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Câu chuyện diễn ra ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhân vật chính là hai chị em sinh đôi, tổ chức đám cưới cùng ngày. Bởi vì sau hơn 20 năm sống cùng nhau thì họ cũng muốn ngày cưới được cùng nắm tay về nhà chồng. Đám cưới sẽ chỉ dừng ở mức cảm động nếu hai chị em này không trang điểm mà mặc váy cưới giống hệt nhau, khiến ngay cả người thân cũng bối rối không biết đâu là chị, đâu là em.
và tất nhiên chú rể, người đang trong tâm trạng hoang mang, đã mất bình tĩnh và được một phen hoảng sợ khi bước vào phòng và nhìn thấy hai cô dâu giống hệt nhau. Cả hai đều mặc trang phục truyền thống màu đỏ, búi tóc và cầm quạt. Trong phút bối rối, một chú rể thậm chí còn nhận nhầm cả vợ của mình. Anh đau khổ chia sẻ, tôi rất hồi hộp và có một chút lo lắng trước khi bước vào phòng cô dâu. Tôi thực sự đã nhận nhầm vợ mình và đứng cạnh chị của cô ấy. Một lúc sau tôi mới nhận ra rằng mình đã nhận sai người nên nhanh chóng đổi lại vị trí. Hai chị em trong phòng tân hôn đều mặc trang phục truyền thống màu đỏ, búi tóc và cầm quạt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Ngay bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những bản tin tiếp theo.